Em xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem video trên kênh ha. Chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ nè, mạnh khỏe nè và luôn luôn thành công cho cuộc sống hay cô chú anh chị. Thì nhiều cô chú anh chị hỏi em cái hiện tượng mà cái cây mai á vào buổi trưa mà lá nó héo rũ, còn buổi chiều lại nó tươi tỉnh lại á, thì cái mai nó có vấn đề gì không? Thì trong cái video này thì em cũng xin chia sẻ luôn ha cô chú anh chị. Và cũng như là em sẽ chia sẻ cô chú anh chị cái thời điểm nào chúng ta sử dụng cái phân thuốc nào lại một quận nữa để cô chú anh chị có thể nắm rõ nha. Đó, thì như trên màn hình cô chú anh chị đang xem á, thì cái cây mai này em có quay trước đó, em nói chia sẻ cô chú anh chị đó là vào cái thời điểm trưa nắng cái lá nó hơi sụ sụ một chút, nhưng mà vào cái thời điểm trời mát á, thì cái lá nó tươi lại. Đó, hiện tại thì em đang quay cho cô chú anh chị là gần 6 giờ chiều nè. Đó thì lá nó tươi lại nè cô chú anh chị. Còn cái lúc em quay cho cô chú anh chị vào khoảng 12, 11 giờ trưa đó thì lá nó sẽ hơi rũ xuống. Cái nguyên do á là thông thường là do cái cây chúng ta, cái bộ lá nó mới ra nó còn non, nó còn mỏng manh, nó còn yếu á, thì gặp trời nắng nó có thể bị héo. Đó là cái nguyên do đầu tiên. Cái thứ hai á là do cái rễ nó còn yếu nữa, nó cũng chưa có đảm bảo để mà cái bộ lá nó vững khi mà gặp trời nắng. Và một cái nguyên nhân nữa là có thể do cái tình trạng là thiếu nước hoặc là dư nước hay cô chú anh chị. Thường á cô chú anh chị mà tưới dư nước á, là cái cây cũng héo rũ ha, mà thiếu nước thì cây cũng héo rũ luôn. Đó, do đó chúng ta phải kiểm tra nha. Thì em xin nhắc lại cái vấn đề kiểm tra nước á, mình xem trên cái mặt chậu nè. Đó, cái mặt chậu nè nó hơi đen đen, nhìn xuống nó hơi đen đen nè. Đó, vậy là đủ nè. Đó, còn khi mà cô chú anh chị để cái mặt chậu mà nhìn xuống nó trắng tư luôn, nó mình quay cái màn hình vào hoặc mình nhìn vào nó trắng tư cái mặt chậu à, nó khô cho mặt chậu luôn, lại dưới nó đã thiếu nước nha cô chú anh chị. Đó, đó là cái vấn đề cô chú anh chị lưu ý ha. Rồi, và một cái vấn đề lưu ý nữa là thời điểm nào chúng ta sẽ sử dụng N3M, thời điểm nào chúng ta sẽ sử dụng Humic USA, thời điểm nào chúng ta sử dụng sâu bọ chỉ, cũng như là thời điểm nào chúng ta sử dụng Mancozeb, thì em sẽ chia sẻ cô chú chị mình luôn ha. Đó, thì như các cái cây mai này em đang quay chia sẻ cô chú chị, có những cây mai mình mới trồng nè, thí dụ mới trồng đi thì mình sẽ sử dụng N3M với Atonik thôi, chúng ta không có tưới Humic nha. Đó, rồi cái cây mai mà nó đang ra tự non như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng, sau khi sử dụng là 3 cử đầu kích rễ đó Atonik N3M đó, thì bắt đầu sau đó thì khoảng 8 ngày cô chú chị chỉ sử dụng N3M tưới thôi, khi cái lá nó như thế này ha. Đó, chỉ sử dụng mình nên N3M là đủ. Đó, rồi sau đó nữa là khi cái cây phát triển đến giai đoạn như thế này, đó giai đoạn như thế này, thì cô chú anh chị sẽ kết hợp tưới N3M và cho thêm cái thằng Humic vào, đó là tưới gốc cho nó. Đó, cô chú anh chị lưu ý ha, thì thời điểm như thế này mới tưới Humic nha. Còn trước đó còn nhỏ như vậy là chưa tưới nha cô chú anh chị. Cũng như là về cái vấn đề phun lá thì khi thời điểm như thế này nè thì chúng ta chỉ phun lá, một là đặc trị bọ chỉ, hai là map Juno, hai loại đó chúng ta sẽ cộng lại chung với nhau, chúng ta phun trên lá cho nó. Đó là vào thời điểm cái lá nó như thế này ha. Đó, còn khi mà cô chú anh chị trồng cái cây mai tới cái giai đoạn nó như thế này nè, nó gần cô chú chị thấy cái lá già nó nhiều nè, màu xanh đậm nhiều nè. Đó thì là thời điểm này là chúng ta bắt đầu phun Mancozeb được rồi nè. Và trong ngày mai đi, chắc có lẽ là ngày mai em sẽ quay clip chia sẻ cô chú anh chị về cách phun Mancozeb, cũng như là cái liều lượng như thế nào và phun như thế nào ha. Đó, thì sẵn đây là ngày mai em cũng sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị cái cách mình xử lý các cái cây mai mà hiện tại là cái tược nó như thế này ha. Đó, tược như thế này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Thì trong cái video ngày mai em cũng sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, thì hôm nay thì trước mắt là em chia sẻ cô chú anh chị các cái vấn đề này để cô chú anh chị nắm rõ. Đó, như các cái cây này là chúng ta sử dụng N3M với Humic được rồi nè. Đó, và hiện tại giai đoạn này là em chưa có sử dụng phân NPK nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị không cần sử dụng NPK trong giai đoạn này đâu, không sử dụng nó vẫn xanh. Đây như cô chú anh chị xem cái cây này em chưa sử dụng NPK nha, chưa sử dụng NPK, chỉ sử dụng N3M và Humic USA, mà mới tưới Humic một cử duy nhất thôi, một cử Humic duy nhất, Humic USA em quay đó. Mà cô chú chị nhìn cái lá nó xanh này nè. Đó, và cái bộ lá như thế này là bắt đầu em sẽ sử dụng Mancozeb để em phun ngừa bệnh trên lá luôn. Đó là từ cái bộ lá mà như em vừa quay trước đó Nhớ như cái bộ lá có thể là như thế này mà già hơn xíu thì chúng ta bắt đầu sử dụng được rồi. Đó. Rồi thì như cái bộ lá này nè, như cái bộ lá này bây giờ thì nó xanh dày rồi ha. Nó xanh dày rồi thì bây giờ mình bắt đầu sử dụng manco xanh. Manco xanh thì mình sẽ sử dụng là phun quanh năm luôn nha. Cứ 7 đến 10 ngày là chúng ta phun, là cái bộ lá chúng ta càng xanh nữa, xanh và dày và không có bị bệnh nữa ha cô chú anh chị. Đó. Rồi thì cho nhân cái video ngày hôm nay thì em chia sẻ cô chú chị một số cái vấn đề cô chú chị còn thắc mắc như thế ha, để cô chú chị mình được rõ nè và có thể áp dụng cho đúng trên cây mai nè. Và cũng nhân cái video ngày hôm nay em xin phép dành ít thời gian của cô chú chị mình để mà chia sẻ giao lưu với cô chú chị một số cái cây mai ha. Cây mai em bứng từ đất để mà trồng vào chậu Tết này chúng ta chơi Tết hay cô chú chị. Thì sau đây em sẽ quay từng mã số cho cô chú chị mình xem, mình lựa chọn ha. Nếu mà thấy mã nào ưng ý thì cô chú anh chị có thể điện cho em ha, số điện thoại em để trên màn hình 0939300282 ha. Đó. Rồi thì bây giờ em xin đi vào mã đầu tiên ha cô chú anh chị. Rồi đầu tiên là cây mai mã số 83C, một cây mai tàn dù nha cô chú anh chị. Đó, tàn rất là tròn nha. Đó, cây này phôm cao luôn nha. Phôm cao, có thoát thân cũng tương đối cao và có đế nha cô chú anh chị. Cây này có đế nha. Hoành là 24 tại vị trí này nha cô chú anh chị. Đó, cái đế của chú anh chị nhìn xem này ha. Nó cũng đều tứ diện nha. Rồi, đó, đường kính bầu nhiêu em? Đường kính bầu khoảng 40 nha cô chú anh chị. Về vô chậu từ chậu 5 trở lên. Mà cây này vô từ chậu 5 trở lên hoặc là chậu 6 nha. Cây này vô chậu 6 đi. Tán ngang 1 mét. Chiều cao. Chiều cao 1m3 ha. Đó, rồi em đo cái thoát thân này coi bao nhiêu. Thoát thân từ đây nè, từ đây lên cành trên này nè. Thoát thân 30 nha cô chú chị. Đó, thoát thân 30 nha. Rồi cây mai mã số 83C, một cây mai đầu liếp, em giao lưu nhanh lẹ với cô chú chị, giá chỉ có 800.000 đồng ha. Một cây mai tàn dù có đế, bông dảo Thu Đức nha. Dảo Thu Đức từ 6 đến 12 cánh, bông rất đẹp. Rồi 83C 800.000. Rồi em sẽ phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 84C, một cây mai có chi cành rất đều luôn nha cô chú anh chị. Đó, chi cành rất đều luôn nha. Đó, và cây này có đế sổ luôn nha cô chú anh chị, đế sổ nôm nha. Đó, đế rất là xinh luôn. Đây cô chú anh chị xem cái đế nó nè. Đó, cái rễ này cô chú anh chị về cắt vỏ cũng được ha, hoặc để thì tùy ý cô chú anh chị ha. Nó quanh. Rồi tại vị trí này nó là hơn 24 tích 24 hay cô chú chị. Đó. Cây 84C chia cành rất là đều luôn. Tán ngang nhiêu? Tán ngang 1m2. Chiều cao. Cao 1m3. Đó, tán ngang 1m2, chiều cao 1m3. Cây mai rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cây mai mã số 84C 24 hoành, có đế sổ nôm luôn. Em giao lưu với giá 1 triệu đồng bao ship hả cô chú anh chị. Cây mai mã số 84C 1 triệu đồng bao ship tới nhà. Rồi em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 85C hả cô chú anh chị. 85C. Đó, cây chi cành như cô chú anh chị đang xem trên màn hình ha. Rồi đo thông số em ơi. Ấy lên em, nó hơi cong xuống rồi. Khoảng 21 hoành hả cô chú anh chị. Khoảng 21 hoành, dạ, hơn 21. Rồi, mã số 85C. Tán ngang nhiêu? Tán ngang 1 mét, chiều cao. Chiều cao 1m1. À, có mấy con ve sầu nó kêu hơi ồn, cô chú anh chị thông cảm ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 85C giá 800.000 bao ship ha cô chú anh chị. Rồi em sẽ phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 86C ha cô chú anh chị. Một cây mai có cái phôm tàn cao và có cái đế đẹp nha. Đó, có đế đẹp nè. Đó, cô chú anh chị xem, em quay gần cái đế cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây mặt này ha. Mặt này mặt sau nè. Ở bên đây mặt trước nè. Đó. Cái đế dài nè, 1 gang qua tới đây thì hơn gần 1,5 gang ha. Đó. Rồi đó thông số em. Rồi tại vị trí này là 24 hoành hả cô chú anh chị. Đó. Tán ngang. Tán ngang 1,1 m. Chiều cao. Chiều cao gần 1,5 m nha cô chú anh chị, gần 1,5 m chiều cao. Rồi cây mai mã số 86C ha. 86C em giao lưu với giá là 1.100.000 đồng, bao ship tới nhà nha cô chú anh chị. Cây này có đế rất là đẹp ha, trồng rất là tương lai. Rồi em xin phép qua cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 87C ha cô chú anh chị. Đó, 87C nha. Rồi đậu hoành em ơi. Cây này cũng có cái đế, có rễ chòm chòm vòng vòng nha. Hoành vị trí này là 22 nha cô chú anh chị, 22. Tán ngang. Tán ngang 1,1 m. Chiều cao. Chiều cao 1,3 m nha cô chú anh chị. Rồi cây mai mã số 87C em giao lưu với giá là 800.000 đồng, bao ship cô chú anh chị. 87C 800.000 bao ship tới nhà. Cây này đẹp nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 88C ha cô chú anh chị. 88C cây này có đế nha cô chú anh chị. Đây đế em quay tròn cho cô chú anh chị xem ha. Đó 88C nha. Đo thông số em. Hoành tại vị trí này là gần 21 ha cô chú anh chị. Tán ngang. Tán ngang khoảng 1,1 m. Chiều cao. Chiều cao chắc gần 1,4 m nha cô chú anh chị. Rồi cái mai mã số 88C em giao lưu với giá là 1.000.000 đồng, bao ship tới nhà hả cô chú anh chị. 88C 1.000.000 có đế. Rồi em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 89C hả cô chú anh chị. 89C. Rồi đo thông số em ơi. Rồi tại vị trí này là 24 hoành hết cô chú anh chị. Đó có cái củ nở ở dưới này nè. Củ nở nghe cô chú anh chị. Tán ngang nhiều em. Tán ngang 93. Chiều cao. Chiều cao 1,24 m như 1,2 m hết cô chú anh chị. Rồi cái mai mã số 89C ha. Em giao lưu với giá là 800.000 đồng, bao ship tới nhà. Cô chú anh chị thấy hộp nhãn thì alo cho em ha. Rồi em sẽ phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 90C ha cô chú anh chị. Đây cây mai mã số 90C là một cây bông rất là đẹp nha cô chú anh chị. 100% bông đẹp trên cây nha. Đó em có buộc 2 dây đỏ nha. Cây thì chia cành rất là đều. Đo thông số em. Cái kiểu người ta đi săn bông đẹp thì người ta cũng săn những cái cây có bông sẵn trên cây nhé cô chú chị. Rồi hoành hơn 21 ha. Đó có cái rễ như thế này. Rồi tán ngang. Tán ngang nhiều em. Tán ngang 1,1 m. Chiều cao. Chiều cao chắc khoảng 1,4 m nha cô chú anh chị. Rồi cây mai mã số 90C em giao lưu với giá là 900.000. Cây này bông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 91C hả cô chú anh chị. Đây cây này phơm cao, tàn cũng rộng, tuy nhiên là có một cái phía nó hơi phiết xíu. Đó, cho nên cây này sẽ để giá rất là rẻ cho cô chú anh chị xem mua về tập chơi. Mà cây này bông thì đẹp sẵn nha cô chú anh chị. Đo thông số em ơi. Cây này có cái cũ luôn. Xích lên em. Rồi hoành tại vị trí này là 22 hả cô chú anh chị. Đo là lên tới ngang cái chỗ không cắn nở gì hết. Ở cái cũ bự nha. Nè, cái tay em để vô này ha. À, rồi tán ngang. Tán ngang 1 mét. Chiều cao. Chiều cao gần 1,5 mét nha cô chú anh chị. Rồi cây này mã số 91C. Nó hơi phiết bên này xíu nha. Rồi em xin giao lưu với cô chú anh chị, giá chỉ có 700.000 thôi. 700.000 đồng bao ship tận nhà nha. Rồi em sẽ phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 92C hả cô chú anh chị. Đó, cây này chia cành đều ha. Cái ngọn nó hơi cong xíu về mình trồng chỉnh lại hết cô chú anh chị. Rồi đo thông số em ơi. Cây này có cái đế cũng quái quái nha. Rồi hoành tại vị trí này là 22 ha. Đó, cho cái cũ nè. Đó, cái cũ để cái tay vô cô chú chị hình dung ha. Rồi. Đó là tán ngang em. Tán ngang 1,1 mét. Chiều cao. Chiều cao 1,4 mét hả cô chú anh chị. Rồi cây mai mã số 92C. Em xin giao lưu với giá là 1 triệu đồng bao ship tới nhà hả cô chú anh chị. Rồi em sẽ phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là một cây mai mã số 93 có cái chi cành nó rất là đều đẹp hả cô chú anh chị. À, chi cành thì như cô chú anh chị xem trên màn hình như thế nào là em gửi về cho cô chú anh chị như thế đó ha. Đó, gửi đúng cây cho cô chú anh chị mình. Rồi đo thông số em ơi. Hoành gần 22 hết cô chú anh chị. À, hoành tại vì chỗ đó gần 22 ha. Cây này có cây này nó rất là già cây luôn rồi. Cái đế rễ nó cũng vòng vòng đều đều ha. Cây thì rất già. Tán ngang nhiêu em? Tán ngang 1,2 mét. Chiều cao. Cao 1,5 mét ha cô chú anh chị. Rồi cây mai mã số 93C ha. 93C. Em xin giao lưu với giá là 900.000 đồng bao ship tới nhà hả cô chú anh chị. Rồi em sẽ phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 94C là một cây mai bông tiễn chọn rất đẹp nha cô chú anh chị. Đó, bông trên cây rất đẹp nha. Em có buộc 2 sợi dây nè. Đó là thấy trực tiếp mặt bông. Bông rất là đẹp. Nhiều cánh. Rồi đo thông số em. Cây này chia cành cũng rất là đều. Cây này cây rất là vip nha cô chú anh chị. Hoành 21 hay cô chú anh chị. 21 hoành. Cây này cũng có cái đế nhìn như thế này ha cô chú anh chị. Không biết diễn tả làm sao nữa. Cô chú anh chị nhìn cho màn hình đánh giá ha. Tán ngang 1,1 mét. Chiều cao 1,4 mét ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 94C ha. Cây này đẹp nha cô chú anh chị. Đáng để chúng ta sưu tầm. 94C. Giá chỉ có 1.100.000 nha. Cây này bông đẹp, rất đẹp. Chi cành đều sẵn. Về trồng là ra tược là Tết chơi bông thôi. Rồi 94C. Giá 1.100.000. Bao ship tới nha. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 95C ha cô chú anh chị. Đây 95C nha. Quay tổng thể cho cô chú chị mình xem. Rồi đo thông số em ơi. Cây này có đế luôn nha. Đế rất là đặc luôn đó. Hoành tại vị trí này là hơn 21 ha. Đó. Rồi cái đế cô chú chị xem cái đế nha. Này chồng nó nổi cái đế lên lâu ngày nó to cái rễ á. Rồi nó đặt lại rất là đẹp. Tán ngang 1,2 mét. chiều cao 1,5 m ha cô chú chị. Rồi cái mai mã số 95C nha, em xin phép giao lưu với giá là 1.100.000 đồng, bao ship tận nhà ha cô chú chị. Rồi em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 97C, một cây mai có form lùng lực nha cô chú chị. Quay vòng vòng cho cô chú chị xem em. Đó, chi cành đều xoay tròn ha. Rồi đã hoành em ơi. Hoành tại vị trí này là hơn 22 hết cô chú anh chị. Đó, cái đế nè, cũng có đế luôn ha cô chú anh chị. 8 ngang nhiêu em? 8 ngang 1 mét. Cây này cây phôm lùng nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào phôm lùng nào thích cây này. Cao 1m1, ngang 1m, hoành hơn 22 ha. Em giao lưu cây 97C này giá 800.000 đồng, bao ship tận nhà ha. 97C. Rồi sẽ phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 98C ha cô chú anh chị. 98C. Rồi cây này cũng có đế ha. Đâu hoành em. Cây lực cây. Lực cái phần gốc ha. Rồi tại vị trí này là khoảng 26 hoành nha cô chú anh chị. Đó, có cái rễ như thế này ha. Ở bên đây có rễ dư thì em cắt bỏ rồi. Ngang 1m1, chiều cao 1m4 nha cô chú anh chị. Rồi cây mai mã số 98C ha, em giao lưu với giá là 800.000 đồng, bao ship tới nhà ha cô chú anh chị. 98C. Rồi em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 99C ha cô chú anh chị. Một cái cây mai có cái co lắc ha, co lắc rất là ngặt luôn nha. Đó, chi cành ở trên thì đều, bông thì đẹp sẵn nha, không cần ghép gì hết. Còn thích ghép thì mình có thể ghép những cái giống hot bây giờ nha. Rồi đó hoành em. Cái co lắc này ngặt lắm cô chú anh chị. Rồi hoành tại vị trí này là 23 ha cô chú anh chị. Đó, 23 nha. Đó, đây nó đang kéo ra. Ngày xưa này chắc bẻ nó bị dập đó cô chú chị. Đó, giờ đang kéo lên này nè ha. Thời gian nó sẽ lành lại. Tán ngang 1 mét, chiều cao 1m rưỡi ha cô chú anh chị. Rồi cây mai mã số 99C. 99C em giao lưu với giá là 900.000 đồng, bao ship tới nhà ha cô chú anh chị. Rồi xin phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 100C ha cô chú anh chị. 100C. Cây mai này cao to nha, dáng trực. Trực là thẳng băng luôn nha cô chú anh chị, cái thân thẳng băng luôn. Đó. Có đế điều luôn nha cô chú anh chị, đế điều 5 mặt luôn. Hoành tại vị trí này là 25 nha cô chú anh chị. Đó, 25. Đó, có đế điều ha. 5 mặt đều có, cộng rễ. Đó, cây mã số 100C. Tán ngang nhiêu? Tán ngang 1m2. Chiều cao cây này 1m rưỡi ha cô chú chị. Rồi cây này cao 1m rưỡi nha. Rồi cây mai mã số 100C ha. Giá 1.100.000, bao ship tới nhà ha cô chú anh chị. 100C. Rồi em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 101C ha cô chú anh chị. 101C nha. Đó, chi cành rất đều nha. Và cây này cũng đang có những cái vết xù á cô chú anh chị. Đó, xù tự nhiên rồi ha. Đó, đo thông số em. Dướng nè. Rồi hoành tại vị trí này, cái này còn hơi hở, 24 ha cô chú anh chị. 24 hoành. Đó. Rồi 24 hoành, có cái đế. Đế như thế này. Đó. Rồi tán ngang. Tán ngang 1m1. Chiều cao hết thước dây. hết thước dây mà chưa hết cây, chắc cỡ 1m6 nha cô chú anh chị. Rồi cây mai mã số 101C em giao lưu với giá là 1.200.000 đồng, bao ship tới nhà ha cô chú chị. Mã số 101C 1.200.000. Rồi em sẽ phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 102C ha cô chú anh chị. Đây 102C nha. Chi cành xòe rất là đều. Đo thông số em ơi. Cây này cũng có đế nha. Rồi hoành là 25 hết cô chú anh chị. Có đế nha. Tán ngang này hơi lớn à. Nhiều. Tán ngang 1m4 luôn nha cô chú anh chị. Tán ngang này lớn. Chiều cao hết thước dây. Rồi 1,5 m chiều cao. Rồi cây mai mã số 102C ha. 102C. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 1.100.000 đồng. Bao ship tới nhà. Rồi em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 103C ha cô chú anh chị. Đó, cây này thì đế rất đẹp nha. Em quay sơ lược chi cành em quay đế cô chú anh chị mình xem. Đó, 103C. Rồi đế nè cô chú anh chị. Đó, đế đều tứ diện nha. Đó. Hoành tại vị trí này là 27 nha cô chú anh chị. Đó. 27 và đế đều nè. Cô chú anh chị xem cái đế này ha. Đó, đế xoay tròn đều hết luôn. 103C. Tán ngang khoảng 82, chiều cao 1m nha cô chú anh chị. Đó. Cây này thì chi cành nó yếu nhưng mà được cái hoành lớn với cái đế ha. Rồi cây mã số 103C em giao lưu với giá là 1.000.000 đồng, bao ship tới nhà của chú anh chị. Đó, cây này về chúng ta cắt ghép hay là chơi ghim cũng được ha. Rồi và cây 103C cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay. Em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video ha. Nếu mà cô chú anh chị thấy yêu thích cây nào thì có thể điện thoại cho em, số điện thoại em để trên màn hình ha, 0939300282 để ủng hộ em một vài cây ha cô chú anh chị. Rồi em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị mình trong các cái video tiếp theo nha.